viên đã gắn kết cả ngày hôm nay cùng nhau vui, cùng nhau mệt, đổ mồ hôi, mệt nhọc. Nhưng mà kết cục chúng ta thì có ngày hôm nay, tối nay. Xúc động quá. Chị không có nói gì nhiều hơn nữa. Dành buổi tiệc tối hôm nay cho tất cả các thành viên của chúng ta cùng nhau vui. 1, 2, 3. Suốt hành trình amazing hôm nay.